giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi, ok mọi người nha, hôm nay em giới thiệu cho mọi người con Honda CB300R. Xe đăng ký 2020, biển số Sài Gòn, giá là 98 triệu 800 ngàn thôi. Quá rẻ, con 300cc gọi là trong phân khúc gọi là nhiều người lựa chọn nha. Không mạnh không yếu, với lại là tiết kiệm xăng, nhỏ gọn đi phố này kia ok. In liền dày dặn Honda, đẹp bền bỉ, bảo hành chính hãng Honda dài nữa nha. Đó. Xe này cũng không có quá cao lắm, em là 1m67. Mọi người cứ nhìn em dễ so sánh nha, cứ dễ so sánh cân đối chiều cao của mình nha. Như em thì em rồi ok mọi người nha. Mẫu xe 300 gọi là nó nhỏ gọn, tiết kiệm xăng nhất trong phân khúc 300cc nha. Và cũng đẹp nữa, đẹp đi phố này kia, đi phố đi đường trường, đi tour này kia, nói chung là đi tại làng Hạch Mai đi đâu cũng được hết, dễ thoải mái. Đó, với lại thương hiệu này thì được bảo hành chính hãng là 3 năm nha. Honda CB300 đăng ký 2020, biển số Sài Gòn, giá là 98 triệu 800 ngàn thôi. Ở trước là đèn led 2 tầng nha, cốt pha rồi, cặp phục vẫn là upside down. Đó, mọi người thấy xe của em cực kỳ đẹp luôn, không có gì để chê hết, không có gì lăng tăng về ngoại hình này kia, chất lượng như vậy nữa. Tụi em có bảo hành, có tặng nhớt nó bảo hiểm này kia cho mọi người. Đó, đĩa sắn chân nè mọi người, ốc tán đẹp nè. Đó, thấy không? Mâm là mâm vàng đồng zin của Honda nha, chứ không phải là sơn nha. Mâm màu này là màu zin, về zin luôn. Đó, màu đỏ, đen nha. Xe này là zin cục pin, chủ xe lên cũng được 1-2 món đồ thôi. Che két nước nè, ốp cấp GTR chính hãng Thái Lan nè. Đó, cục máy là quá đẹp luôn, đẹp long xanh luôn. Đây, cổ bô nè, mọi thứ còn đẹp nè. Quay với gầm cho mọi người xem nè, là biết tụi em rửa xe và chăm sóc xe kỹ như thế nào nè. Đó, em quay với gầm cho mọi người xem nè. Đó nha, mọi người mua xe có chỗ nào mà quay như em không? Đó, tụi em bán cái xe này cho mọi người là xe nào, cái chất lượng xe đó. Đó, biển số Sài Gòn 59A3, bô zin phía sau zin luôn nè, đĩa thắng băng nè, vòng ABS trước sau luôn nha mọi người. Đó, mọi thứ là còn đẹp long lanh hết, bô zin nè. Anh em nào thích mà có chút xíu tiếng thì mình đi móc, còn không thì mình lên bô độ nha. Nói chung là bô nó cũng hợp với xe, cũng đẹp, cũng không có xấu, nhìn nó cũng bự, cũng hợp dáng nữa nha. Đây, phía trước quá đẹp luôn. Mẫu phân khúc 300cc, nhỏ gọn,
À quên, em quay bên này ra. Tự nhiên hôm nay quay từ lưa mưa. Đó, cái yên này yên liền nè. Mọi người chở chở bộ bịch vợ chồng này kia thì nó ngồi cũng dễ, nó chở con nít ngồi cũng ok nữa. Mà muốn thêm đồ thì mình làm cái ba ga nhỏ sau này nữa cho nó hợp lý xíu. Tại vì thấy cái đuôi này nó hơi ngắn xíu, mình làm cái ba ga nhỏ ra đây nè, có mấy xì à nha. Đó. Gặp này kia là còn đẹp hết nha mọi người. Trong xin gì đâu có reset gì hết. Tụi em bảo dưỡng này kia ấy cái cách chống rỉ để dưỡng sen cho nó êm hết rồi nha. Đó, cục máy mọi người thấy không nè, không có ngã chày té gì đâu, đẹp long xà lanh nó nhìn quá đã luôn nha, nhìn là kết liền, không cần gì phải là lăn tăn hết nha. Quay cận cảnh chi tiết mọi ngóc ngách đầy đủ cho mọi người. Honda CB 300R quá đẹp luôn nè, quá đẹp. Rồi phía trên này thì chủ xe gỡ kiếng zin này, tại vì kiếng zin nó hơi xấu, thật ra là quá xấu luôn, nhưng mà là hơi xấu nữa, tại vì kiếng zin của nó đây nó kiểu như vậy này. Kiểu như là mấy chiếc Dream hồi xưa nha mọi người nè, nhìn nó bự bự thô 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 lắm đó, kiểu kiểu tương tự vậy nè. Đây là của CB 650 đó, nhìn nó xấu quắc à, nó thiệt nhìn xấu xấu luôn đó. Và xi nhan thì cặp này thì luôn sáng nha mọi người, khi nào mình mở xi nhan á thì nó sẽ tự động đó, nó sẽ tự động chuyển qua phụ xe đau xô qua xịn xò đó, quá trời đẹp luôn nè. Ghi đông cùng mọi thứ là còn đẹp hoàn hảo hết nha mọi người đó. Này là phi giữa, khúc giữa này là phi lớn nè, miếng giá bình xăng DMMV đó, quá trời đẹp luôn. Côn êm ái, côn nhà heo à nè, côn một cánh tay nhà heo à. Rồi em đề máy cho mọi người nghe tiếng nè, con này thì thật ra cũng êm lắm đó, mọi người nghe không, êm ru à. Honda CB 300R ABS chỉ số Sài Gòn 2020 98.800.000 nha mọi người. Đó. Bộ này móc lên xíu cho nó hơi hơi lực nha. Này y chang rebel, nghe tiếng nó y chang rebel luôn. Đó, mọi người nói như chung cục máy luôn á nha, tại vì em nhìn nó giống nhau, còn phía trong có thể khắc đôi ba thứ gì đó. Chứ mình không thể nói là bậy bạ được. Mình chưa có mở máy ra nên chưa biết được. Rồi, ok mọi người nha. Rồi. Rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè, tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là khúc Colin nè đó, với lại là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe đó. Đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó. Đi mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Mboss nè. Có 3 hình thức trả góp. Nè, trả góp qua Mboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha.
đó, từ tay ga tới moto này kia quá trời luôn, đủ 4 máy 2 máy 1 máy 3 máy này kia có hết nha, từ 100cc tới 1000cc. Đây xe quá trời nhiều luôn đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo dùm em nha, alo dùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn, chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn của người này người kia, thì mình cứ gọi để có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon, với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha, mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem một cái xe bao nhiêu tiền, mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi xin chào mọi người.